Được chưa anh Nguyễn Văn Tuấn ơi? Alo. Được chưa? Mọi người nghe chưa? Nghe được chưa? Alo. Ok rồi đúng không ạ? Ok ok dạ. Lại quay lại với cái chương trình này. Chương trình này thì mang tính chất cộng đồng hơn. Và em cũng thích làm cái chương trình này hơn. Hôm nay ngồi nói chuyện khoảng tầm tiếng hồ nhé. Đầu năm nói chuyện thì vui anh chị. Ở đây mọi người cà phê, em ngồi cà phê nói chuyện chung cũng đông anh chị em. Mời cả nhà cà phê nhé. Ok ok ok. Thị trường thì tối hôm qua em nói nhiều rồi. Tối hôm qua có ngồi nói nhiều rồi. Sáng sớm nay thì em không nói về thị trường nữa. Nhưng mà hôm qua em có nói về cái câu chuyện và mua cái cổ phiếu giá bèo ấy, giá bèo dưới 5.000 ấy. Thì cái phương pháp em nhắc lại là cái cách mà giao dịch những cổ phiếu này á, thì là coi đó là một cái thương vụ gần như là đánh bạc ấy. Thì vậy nên là vui lòng là không giao dịch quá 20% giá trị danh mục. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu những người mới tham gia thì là tốt nhất là đừng bao giờ giao dịch quá 10% giá trị danh mục. Ok. Rồi. Thứ hai nữa là cái câu chuyện em muốn nói tới ở đây á, với mọi người á, đó là cái nhìn nhận cái việc mà tăng trưởng của thị trường á. Thì thị trường tăng trưởng nếu như mỗi năm tăng trưởng 10% thì cái 10% tăng trưởng đó thì sẽ được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là cho các cái đơn vị dịch vụ gồm có công ty chứng khoán và các thành phần liên quan, gọi là những thành phần quản lý chợ. Thành phần thứ hai thì đó là lợi nhuận của các anh chị. Và phần thứ ba đó là đổ vào các doanh nghiệp. Doanh nghiệp họ tăng vốn, họ phát hành thêm, rồi IPO lần đầu. Thì ba nó sẽ chia làm ba cái phần đó trong cái phần lợi nhuận. Thì rõ ràng thì nhìn ở góc nhìn đó thì ta thấy là cái phần lợi nhuận cũng rất là bèo. Rất là bèo. Và hơn thế nữa thì thực tế nó chỉ là cái miếng mỡ nổi thôi. Nhưng em muốn nói ở đây tới là những cổ phiếu mà giá bèo, giá penny, giá mà dưới 5 á, thì nhìn nhận như thế nào cho đúng về nó. Đúng về nó thì em lại bắt đầu từ cái câu chuyện đó là em có một cái bài viết đây này, anh chị này. Anh chị đọc qua cái bài viết này đi. Bài viết này là bài viết của em ở trên cái trang Fin á. Em có gọi là cọp lại á. Ngày xưa trang web này là của em. Trang web này của em. Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán chỉ như miếng mỡ nổi á. Đó. Ok. Thì thế này, trên cái bài viết này thì em có nói tới cái câu chuyện là các ông chủ doanh nghiệp á, các ông chủ doanh nghiệp phát hành thêm á. Tức là phát hành lần đầu giống kiểu Faros, giống kiểu KLF ngày xưa, FLC, FIT, HAR á, phát hành 1.000 tỷ, 100.000 tỷ á. Thì nha, khi mà các đại gia này phát hành nhá, thì cái việc mà xác định cái vốn ban đầu của các đại gia này phát hành thì rất là khó. Vì vậy nên là số lượng cổ phiếu lần đầu phát hành ra thì gần như là gia đình của những cái ông chủ doanh nghiệp này nắm giữ khá là nhiều. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là khi mà cái việc mà tăng vốn á, thì rất khó để có quy định là các cổ đông cam kết đóng đủ cái phần vốn góp. Thì có thể họ chỉ đóng xong họ lại rút, nhưng mà cái ruột của doanh nghiệp thì gần như không còn. Và cuối cùng thì khi mà họ chỉ bỏ ra 1 tỷ, mà ví dụ như lấy một cái giấy chứng nhận là 10 tỷ thì thực tế thì cái giá trị mà 10.000 mà phát hành lần đầu á, nó chỉ có giá là 1.000 thôi. Vì vậy là sau khi phát hành lần đầu xong thì nó có thể lên, nhưng mà nó sẽ trả lại cái giá trị mà chào anh, cái giá trị lần đầu của nó. Thì đó là câu chuyện tại sao FLC, KLF, FIT, HRR nó trả về cái giá rất là bèo 2.000, 1.000. 1.000 tức là trả lại đúng cái giá trị của doanh nghiệp ban đầu á. Đấy, mình nhìn nhận thế. Khi mình nhìn nhận như thế thì thực ra thì đánh giá 1-2 ngàn là nó còn cao á, thậm chí nó là dễ lộn á. Em nói thẳng thắn là thế. Nhưng mà mình cứ nhìn nhận vấn đề nó đúng như vậy thì về đến cái vùng giá gây dễ lộn đó thì có thể tham gia đánh bạc được. Thì nhìn nhận đó nó mới đúng và trúng.
Đó là cái cách mà em nhìn nhận về một vấn đề. Và anh có cái bài viết em nhấn ở nguồn dưới á, thì thế mới thấy là cái phần mà cái phần váng phía bên trên á, gọi là chút xíu á, nó mỏng mỏng manh lắm, nó khó lắm, đúng không anh chị? Phần lớn những người tham gia những cổ phiếu như đó thì cá nhân em thấy thì gần như là nhào vô để tranh giành cái phần mà gia tăng thêm một chút xíu của cái việc mà giả sử họ phát hành lần đầu 10.000, giả sử nó tăng thêm được 2.000 đi là 12.000, thì những thành phần tham gia thì tranh cái phần 2.000 đó. Nói chung cái phần này nó hơi khó giải thích một chút, anh chị đọc cái bài viết đó một chút đi, em sẽ giải thích cho anh chị sau nếu anh chị không hiểu. Nhưng mà thực tế là cái phần lợi nhuận mà khi tham gia với những cái cổ phiếu này á, thì bản chất các cái doanh nghiệp mà IPO á, họ đã ăn mất 90% rồi. Cái giá trị của cổ phiếu đó chỉ có 10% thôi. Còn cái phần tăng thêm á, là anh chị em mình giành nhau cái vụ đó. Giành nhau cái vụ đó thôi. Thực sự nó là như thế. Cái bài viết này thì được ngày xưa có một cái bác nào đó rất là lão làng đăng trên F39. Bác phân tích cũng hay lắm. Nhưng mà dần dần F39 nó xóa sạch, nó không để lại cái đó. Và em lưu lại trên cái trang web của em fin.vn á. Trong này có cái phần mà và kiến thức đầu tư á, khá là nhiều bài viết của em đấy anh chị. Bởi đây trong trang web này của em có tới hàng đây anh chị này, trang web này em viết khoảng tầm 300 bài á, về kiến thức á. Đó anh chị, cái phần kiến thức đầu tư và một số các cái phần khác ở trong cái trang web này nhiều lắm. Phần phân tích kỹ thuật cũng có nhiều nữa anh chị này. Trang này thì bây giờ em cho một cậu em rồi, em cho một cậu em vào cái trang web này rồi. Nhưng mà kiến thức thì nó vẫn lưu đó, bởi vì em có thể nói với cậu ấy là đừng có xóa tất cả những kiến thức ở trên đấy. Nên là anh chị có thể tham khảo ở cái trang web này. Nhiều kiến thức dễ đọc hơn, tìm dễ lắm. Tìm dễ lắm kiến thức về mặt lý thuyết á. Đây anh chị này. Cậu á, bây giờ thì cậu quảng cáo lung tung á, đăng quảng cáo linh tinh ở trên cái trang web này. Nhưng mà nói chung là có những thứ mà em trực tiếp viết nên là thấy cũng ổn thôi. HHS hả? Dạ đúng rồi anh. Cái dòng cổ phiếu đó mà. Hello. Chào anh. Sáng nay gọi mà không thấy nghe. Ngồi đi anh. Có một ông anh cà phê. Em cứ để trực tiếp mà nói chuyện cho vui nhé. Chắc là máy của em buổi sáng hay là lúc đang đi làm á. Dạ. Thấy không liên lạc được. À dạ. Cái gì nhỉ? Thứ bảy tuần này rảnh thì xuống tham gia với bọn em cho vui. Dạ. Chắc sáng thứ bảy hàng tuần ở ngay chỗ có thấy 131/32 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền. Sáng thứ bảy. Tuần rồi bận quá. Dạ. Bữa nay rảnh rồi, sáng nay gọi điện hẹn thẳng cà phê mà không thấy nghe máy lên chắc, đây thử rồi chắc lúc đó em đang chạy ngoài đường á. Dạ. Không, tức là thấy không có liên lạc được. À không liên lạc được á hả? Không làm được, chắc máy vì sao ta không rõ nữa. Sáng nay thì thế nào? Theo anh thế nào? Có giao dịch gì không? Bữa giờ đang ôm Bình Minh. À nhựa Bình Minh nha, để em xem nhựa Bình Minh nha. Thử xem thế nào, xem ok không. Em đang trực tiếp á, cứ nói chuyện đi, không vấn đề gì đâu. Nhựa Bình Minh thực ra mà nói thì nó giống như Vinamilk á, hàng này đều bị dính cái tác động của chi phí nguyên liệu đầu vào. Nhưng mà nó dính thì dính theo cái kiểu là định tính thôi, nhưng định lượng á, thì nó vẫn hiển thị rất rõ cái câu chuyện là lợi nhuận. Vinamilk mặc dù chi phí sữa bột đầu vào nó tăng nhưng lợi nhuận nó vẫn gia tăng. Chi phí bán hàng của nó tăng cao và chi phí bán hàng bao gồm cả chi phí quảng cáo á, năm vừa rồi nó đẩy mạnh rất là mạnh. Đúng rồi, nó dính vào cái chi phí nguyên liệu đầu vào anh. Thì nó sẽ cân bằng, bắt đầu sang năm 2017 nó sẽ cân bằng cái giá đấy. Bởi vì khi giá xăng dầu gia tăng thì đồng nghĩa với việc các chi phí liên quan đến các nguyên liệu đầu vào nó đều tăng hết. Anh thấy rất rõ ràng, nhất là khi xăng dầu tăng thì có mũ cao su tăng, mía đường tăng, đường tăng, chi phí đường tăng, rồi sắt thép, các thứ cũng tăng. Nhưng mà những cái thằng mà cũng là có đầu vào cao mà lại vẫn có lợi nhuận lớn
đó là mấy ngành khai thác thép. Bởi vì đặc điểm mỗi ngành khai thác thép là chúng nó nhập về trước và tồn kho rất là lớn. NTB thấy nó cũng không giảm nhiều. NTB chứ. Nhựa Tiền Phong. Nhựa Tiền Phong thì á, đây thì thế em mới nói, cái nguyên liệu đầu vào nó có cả tác động thuận và tác động nghịch. Những thằng nào có tồn kho lớn á thì lại được lợi nhuận rất là cao. Bởi vì đương nhiên lúc nó nhập vào á thì nhập với cái khối lượng lớn để tồn kho. Thì khi mà tăng lên thì rõ ràng là chả làm gì cả thì mình cứ tồn kho đã lời một đống rồi. Thì đó là cái câu chuyện của Hoa Sen, của Hòa Phát, của Nam Kim. Đó là khi mà nó tồn kho rất là lớn, Nam Kim tồn kho rất là lớn, Hoa Sen, Hòa Phát ngày xưa tồn kho rất là lớn cái phần mà thép nhập về á. Rồi sau này thì kết hợp nó lại vừa tồn kho lớn mà lại vừa bất động sản ok lại. Thì cái lượng cung thép ra thị trường nó mạnh. Nó rất là mạnh. Dẫn đến câu chuyện là nó lợi nhuận, gọi là lợi cả đôi đường. Doanh thu cũng tăng mà tồn kho cũng lắm. Nên thành thứ là lợi nhuận rõ ràng rất lớn. Nhưng mà với Bình Minh, với nhựa, ngành nhựa thì nó hơi có đặc điểm khác một chút. Tùy theo nhựa, ví dụ nhựa mà sản xuất ống xây dựng thì rõ ràng thì nó bị một cái tồn kho, nếu như không có tồn kho thì nó bị phải nhập những cái đợt sau là nguyên liệu đầu vào giá cao. Nhưng ngành nhựa như Bình Minh các thứ thì nó lại, hoặc là Tiền Phong với Bình Minh, mỗi thằng nó có một cái khác nhau, bởi vì cái tồn kho mỗi thằng là khác nhau. Nhưng mà đều được cái chung nó là bất động sản phát triển. Bất động sản phát triển thì cái ngành nhựa nó không được giống như ngành thép, bởi vì ngành thép ngoài bất động sản nó còn có hạ tầng cũng được hưởng thơm. Và cái gọi là xây dựng cơ bản, xây dựng cơ bản còn có xây dựng dân dụng cũng cần dùng đến thép. Gần như cái gì cũng dùng đến thép. Khi mà kinh tế phát triển lại thì thép nó hưởng lợi nhiều nhất. Nhựa thì ít hơn một chút. Nhựa thì chỉ chung cung cấp cho các cái phần mà liên quan đến các công trình dân dụng với lại các cái dự án mà liên quan đến các đường ống rồi. Nhưng mà nhựa nó vẫn hưởng lợi tốt, hoặc là cáp điện, KDV cũng là một cái dạng hưởng lợi tốt như thế. Nhưng mà nó vẫn bị là doanh thu thì tăng, hưởng lợi doanh thu tăng, nhưng mà chi phí nguyên liệu, nếu mà anh nào nhiều tồn kho thì được lợi đôi đường, nhưng ít tồn kho thì đương nhiên là doanh thu tăng thì giá của nguyên liệu nó tăng, nó sẽ hạn chế bớt cái phần đó nên lợi nhuận của Bình Minh nó giảm. Lợi nhuận Bình Minh nó giảm thì nó đã thể hiện lên trên giá rõ ràng đấy. Ví dụ như sự nhìn như này, thấy Bình Minh thì cái đợt vừa rồi là từ cái đợt mà tháng 10 đến giờ nó không tăng, nó tăng trước đó từ cái tháng 8, nó tăng từ tháng 8 đến tháng 10, cái từ tháng 10 đó nó chứng lại, nhưng bây giờ nó đang có dấu hiệu nhích lại. Bản chất á, không có con nào mà có cái suất sinh lợi mà giống như Bình Minh. Bởi vì Bình Minh em rất thích, bởi vì không phải là ngồi nói chuyện định tính mà em định lượng nó nữa. Định lượng nó ở chỗ này này, không có cái công ty nào mà khối lượng cổ phiếu ít như Bình Minh, mà lại tức là khi cổ phiếu ít thì vốn chủ sở hữu đồng nghĩa với việc là rất là thấp. Đây nha, chi tiết vào Bình Minh đi. Em mở ra cho anh coi nha. Ví dụ như Bình Minh nha, Bình Minh thì anh đã đầu tư, anh sẽ biết là nó có 45 triệu cổ phiếu thôi. 45 triệu cổ phiếu thì với cái tính mà vốn hóa lần đầu á thì có 450 tỷ thôi. Nhưng hiện tại vốn chủ sở hữu của nó hiện tại đang công bố là 2.383 tỷ. Tức là lúc IPO lần đầu có 450 tỷ thôi. Em lấy ví dụ là 45 triệu thì nhân 10, 450 tỷ. Bây giờ vốn là mỗi năm nó lợi nhuận. Đến sau từ cái năm mà cổ phần hóa lần đầu là năm 2006 đến giờ, tức là sau 10 năm, thì nó tăng từ 450 tỷ mà bây giờ đến là vốn chủ sở hữu đã là 2.383 tỷ. Nhưng mà có một cái đặc điểm em rất là thích ở nó, đó là sao? Lợi nhuận của nó năm 2015 á, cũng là 500 tỷ một năm. Năm 2016 thì nó thấp hơn chút, nó cũng 246, hơn 600 tỷ. Tức là tốc độ tăng trưởng của nó không nhanh bằng người trước nữa. Trước đây thì tốc độ tăng trưởng của nó nhanh. Thì nó hiển thị cho đúng, ví dụ năm 2014 là 376 tỷ, năm 2015 là 518 tỷ, năm 2016 chỉ hơn 600 tỷ thôi. Thì tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận nó không còn tăng nữa, nên đương nhiên hiển thị lên cái giá là nó không phù hợp. Tức là năm vừa rồi nó không tăng mấy, nó giảm và nó chứng, giống Vinamilk thôi. Nhưng Vinamilk nó khác ở chỗ là Vinamilk vừa rồi đây thì nó tăng cường cái chi phí bán hàng. Chi phí bán hàng gồm có chi phí các kênh bán hàng, chi phí marketing, rồi chi phí quảng cáo rất là nhiều. Dẫn đến câu chuyện là doanh thu của nó tăng mạnh và lợi nhuận biên của nó cũng theo cái doanh thu của nó tăng lên, nên vừa rồi nó vẫn tăng, Vinamilk nó vẫn tăng. Thì hai cái thằng đó thì nó đồng, nó khác nhau về ngành nghề, nhưng mà nó đồng nhau về cái chuyện là hai thằng đều có chi phí nguyên liệu đầu vào tăng. Nhưng một thằng thì Bình Minh á, thì nó vẫn giữ vững cái thị phần chứ nó không tăng doanh thu. Anh hiểu em nói không? Còn thằng Vinamilk thì nó tăng doanh thu rất là mạnh, nó khác nhau ở chỗ đó. Nên giá thì của thằng Bình Minh á, nó có 196 mà người ta đặt vấn đề với Vinamilk có 130 thôi. Thì tại sao lại thế? Vì đơn giản là Vinamilk với khối lượng cổ phiếu rất là lớn, nhưng Bình Minh có 45 triệu thôi. Cái việc mà khan giống như cô Thế Công ngày xưa có mỗi là 80 triệu thôi. Ví dụ thế. Thì cái việc mà khối lượng cổ phiếu nó sẽ dẫn đến cái giá, bởi vì Vinamilk khối lượng lớn lắm. Đấy, đó là cái vấn đề giá.
Nên là nhiều người cứ bảo là bình minh 200.000 một cổ phiếu rồi, giá cao lắm. Mọi người không định lượng được cái giá cao nó như nào. Anh hiểu em là đó đó. Có cái anh, một anh bạn anh em vừa hỏi một cái câu đó là nhìn thấy cái khối lượng tăng, có lẽ là đây là dấu hiệu tốt. Thì thưa với anh Tuấn là, anh Tuấn ơi, anh Tuấn có đó anh em, cái phần khối lượng mà hai ngày hôm nay nó tăng á, thì nó vẫn là bình thường với anh ạ. Bởi vì gần đây á, là các cổ phiếu mà gọi là cổ phiếu rác á, nó tăng nhiều. Nó tăng nhiều thì nó tăng khối lượng nhiều, nên cái khối lượng tổng nó cộng lại á, nó lớn. Bởi vì anh em nói ví dụ như cổ phiếu rác, người ta giao dịch có thể là giao dịch cả triệu cổ phiếu được. Ví dụ Ligoji giá 5.000 thì mua cả triệu được, thay vì thế chỉ mua được khoảng 200.000 giá Bình Minh hoặc là Vinamilk thôi. Nên cái khối lượng mấy gần đây là do là mấy hôm nay em đang nói về cái cổ phiếu rác á, là nó là như vậy. Thì cái khối lượng nó là ở đó. Em giải thích thế là chắc anh hiểu rồi đúng không ạ? Alo anh Tuấn. Ok. Ngoài ra thì có định tính mua thêm gì nữa không anh nhá? Quan sát ngành đường, ngành mũ cao su thì nó lên nhanh rồi, nhưng mà mới cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Bây giờ nó sẽ test, nó kiểm tra lại có, tức là nó đảo về mặt xu hướng rất là rõ ràng. Khi mình nhìn thấy cái đảo xu hướng, tức là xu hướng ví dụ như Hoàng Anh Airlines HNG nó là xu hướng xuống, nhưng bây giờ nó đảo, muốn nó đảo đúng theo cái nguyên tắc của mình nghĩ là nó đảo hẳn, không còn đi xu hướng nữa, thì nó phải là đi lên, sau đó nó test lại, nó kiểm lại cái vùng hỗ trợ có đúng không, để nó không tiếp tục cái chu kỳ giảm. Thì mình chỉ cần chờ nó xác nhận chuyện đó xong thì mua, chứ đừng vội, không phải vội vàng. Tức là hàng trăm hàng nghìn lần nhiều người đặt ra vấn đề là trong cái cổ phiếu đi xuống á thì đâu là đáy, thì cách của em là không bao giờ biết đâu là đáy hết, thì cứ để cho kệ nó xuống hết đáy này đến đáy khác, sau đấy nó quay lên hẳn, sau đó có kiếm lại chắc là có hỗ trợ không thì mình mua. Thì vì vậy nên là bây giờ em mới nói đến câu chuyện là ví dụ như là ngành đường thì nguyên liệu của là đầu vào á, năm vừa rồi cũng khá là tăng rất là tốt. Ngành đường thì đường hướng lợi này, mũ cao su hướng lợi, sắt thép thì hướng lợi thì là thấy rồi. Xăng dầu thì đương nhiên nó đang chứng, bởi vì ngày hôm qua tối qua là xăng dầu thế giới tăng giảm, đúng không anh hiểu không? Nhưng mà ở trong ngắn hạn thì lại thêm một cái việc nữa, đó là Thái Lan nó bị lũ lụt, mà Thái Lan lại là đơn vị mà cung cấp mũ cao su tự nhiên á cao nhất thế giới. Nên tại sao gần đây mọi người rất băn khoăn tại sao mũ cao su nó cứ tăng? Bởi vì thằng Trung Quốc nó nhập mũ cao su á thì nhập nhiều nhất là ở Thái Lan. Nhưng Thái Lan bây giờ cái lượng mà sản lượng mũ cao su nó giảm, thì nên có việc là sản lượng giảm thì giá tăng, rất là mất mùa. Mũ cao su ở Thái Lan mất mùa, nên Việt Nam những công ty nào mà sản xuất cao su được lợi. Nên gần đây nhiều cổ phiếu nó tăng. Đặc biệt là những cổ phiếu ví dụ như là Việt Hàn này, HNG này, mấy cổ phiếu mà gọi là sản xuất cao su tự nhiên á, hoặc là cao su Đồng Phú này, cao su mấy cái cao su tự nhiên ở Bình Phước ạ, Phước Hòa, nó tăng. Đúng. Nhưng hãy để cho nó test lại. Nếu nhìn biểu đồ là dài thì test lại cái chuyện đó thì thấy nó sẽ phù hợp. Đấy, đó là về cao su. Còn về ngành tài chính ấy, thì ngân hàng thì tái cấu trúc kinh khủng lắm, đúng không? Năm nay tiếp tục tái cấu trúc cửa, đầu năm thì sẽ ít tin nhưng mà sẽ men theo cái đại hội cổ đông để xem cái kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp như nào, thì sẽ men theo những cái đại hội cổ đông mà giao dịch. Cái đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là ngành tài chính, đầu năm không có tin nhiều thì nó sẽ quay lại, nó kéo cổ phiếu ngành chứng khoán. Tức là cái cổ phiếu ngành chứng khoán sẽ được ưa chuộng. Bởi vì sao? Bởi vì cả năm 2016 nhà đầu tư cá nhân cũng làm ăn có lời, thì đương nhiên cái việc book lợi nhuận em không nói, nhưng mà em không cần quan tâm đến chuyện lợi nhuận nó book như nào, bởi vì ngành chứng khoán là một trong những ngành book lợi nhuận ảo nhất, thích book cao cũng book thấp thúc. Nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ là mình phải nhìn thấy rằng là anh em nhà đầu tư cá nhân làm ăn được thì công ty chứng khoán nó cũng làm ăn được. Bản thân em là nhân viên của công ty chứng khoán, công ty chứng khoán của em cũng đang lời mấy trăm tỷ nữa là, đúng chưa? Thì đương nhiên một câu chuyện đó là sẽ là ngành chứng khoán trong đầu năm, lúc mà đang thiếu vắng cái thông tin hỗ trợ của cho các ngành khác. Thì hôm qua là thấy HCM tăng rồi, SSI tăng rồi, và hôm nay những cổ phiếu đấy sẽ tăng nữa. Đó là cái thứ ba. Thêm cái gì nữa nhỉ? Ngành đầu năm á, thì thường á là
xây dựng thì năm nay sao? Xây dựng thì cả năm vừa rồi không tăng. Mặc dù là thực tế thị trường thì là nóng và làm ăn được, nhưng mà giá của cổ phiếu ngành xây dựng năm vừa rồi không tăng. Ví dụ như Vincom không tăng, Đất Xanh không tăng, Hòa Bình thì nó lại không phải là xây dựng mà nó lại dạng là xây lắp. Ngành bất động sản á, tức là cái ngành xây lắp, anh phân biệt là ngành bất động sản và ngành xây lắp. Bất động sản là những thằng như chủ đầu tư để xây, như Đất Xanh này, như là Vincom này, như là Khang Điền này, như là Sacmril, là những thằng bất động sản. Còn thằng xây lắp thì thằng nó được hưởng lợi trước, nó hưởng lợi sau thằng thép. Bởi vì xây công trình thì phải cần có thép, xi măng, nhựa. Còn thằng xây lắp là thằng thứ hai. Tao không cần biết chúng mày có lấy được tiền hay không, nhưng phải trả tiền cho tao. Anh hiểu em nói không? Thì thằng xây lắp được lợi. Nhưng mà thằng xây lắp thì thằng tốt nhất vẫn là Cô Tế Công. Tốt nhì mới là Hòa Bình. Thì rõ ràng Hòa Bình và Cô Tế Công nó đều bốc lợi nhuận rất là tốt. Hòa Bình thì nó đang đẩy mạnh cái việc, tức là gọi là nó gọi là một cái tác động, em hay nghĩ là gọi là tác động qua lại á. Tức là giá tăng thì tác động ngược lại đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận thì tác động ngược lại đến giá. Hai cái đó tác động qua lại lẫn nhau. Thì bây giờ giá tăng thì sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát hành thêm, tăng vốn. Nếu em đoán không nhầm thì Hòa Bình sẽ sắp tới sẽ tăng vốn. Nếu em đoán không nhầm. Bởi vì câu chuyện khi book một cái lợi nhuận lớn, mục đích đẩy giá tăng lên để phát hành thêm, lấy một nguồn vốn về để tiếp tục đầu tư vào phát triển. Bởi vì Hòa Bình nó nhìn thấy tiềm năng, không những Hòa Bình mà nhiều doanh nghiệp khác đều nhìn thấy tiềm năng của năm 2017-2020. Nên mục đích của cái việc đó là họ tăng vốn. Cũng giống như trước đây Nam Kim muốn tăng vốn. Bởi vì khi làm ăn được thì các ông chủ luôn nghĩ rằng là cái việc làm ăn nó sẽ suôn sẻ liên tục. Và các ông chủ luôn luôn muốn tăng vốn. Tăng vốn để lấy cái vốn về. Thì lại là quay lại câu chuyện là thị trường chứng khoán như miếng mở nổi. Mà sáng sớm em nói là nhìn nhận những cổ phiếu phát hành thêm như thế nào cho đúng. Nếu anh phát hành quá nhiều, ông chủ quá khôn ngoan, thì giá cổ phiếu lúc ban đầu thì các ông chủ có thể làm giá cổ phiếu đẩy lên cao để mà phát hành thêm được. Nhưng về lâu dài, cái người nhà đầu tư họ sẽ hiểu chuyện đó. Sẽ hiểu thôi, bản thân mà họ sẽ hiểu dần dần. Họ sẽ thấy là à, bản chất các ông chủ lôi tiền về không làm gì hết, tiêu bén nó đi. Vậy thì giá cổ phiếu nó không đúng giá trị của nó. Thì nếu em đoán không nhầm, câu chuyện này là chỉ đoán thôi, dự báo thôi. Nhưng với giá cổ phiếu Hòa Bình tăng như thế thì sớm muộn cũng sẽ có một đợt phát hành để huy động vốn về. Bởi vì hiện tại theo cái hiểu biết về tài chính của em á, thì Hòa Bình á, có những cái khoản nợ rất là nhiều chứ không phải ít. Thì huy động về trả nợ đi. Vay trên thị trường không sướng hơn là vay nợ ngân hàng à? Nợ ngân hàng phải trả lãi, vay trên thị trường chẳng phải trả lãi, cũng không có cam kết. Mất mát hay không là do anh em tự chịu. Đúng chưa? Vậy thì nếu có điều kiện thị trường đang tốt thì vay trên thị trường không tốt. Anh nào cũng nghĩ thế, em là chủ doanh nghiệp em cũng nghĩ thế nữa. Đó là câu chuyện của Hòa Bình hay là những cái doanh nghiệp mà sau này nó có tăng đi chăng nữa. Nhưng mà những cái thằng ví dụ như tại sao mà Cô Tích Công nó không vay nợ ngân hàng mấy. Nó cũng không phát hành mấy. Thì nó luôn luôn tốt, giá nó cao, mọi người bảo giá nó cao, cao bởi vì nó có lý của nó. Còn những thằng mà với mày ví dụ như ngày xưa như HAR chẳng hạn, như KLF chẳng hạn, như FIT chẳng hạn, như FLC chẳng hạn, thì cứ gọi là các cái máy người ta bảo máy in tiền thì in chậm, nhưng mà máy in giấy thì in rất nhanh. Các cái máy in cổ phiếu liên tục thì làm sao mà giá cổ phiếu nó không giảm được, khối lượng cổ phiếu càng hàng tăng lên, đúng không? Vấn đề là em đặt ra như thế thôi, mọi người sẽ hiểu định lượng cái vấn đề đó. Nên là các ông chủ á, cái phần mà lợi nhuận năm nay tăng trưởng có 20%, 20% của cả toàn thị trường thôi, nhưng các ông chủ doanh nghiệp lại muốn lấy hết cái phần đó về cho mình, không để lại cái miếng lợi ích nào cho các nhà đầu tư cả. Thì làm sao cổ phiếu của các anh chị tăng giá được? Sai mục tiêu với thị trường các bạn. Đúng, tức là mục đích của anh là huy động về vốn về để làm ăn kinh doanh, để tăng trưởng phần doanh nghiệp, nhưng các ông chủ lại muốn lấy tiền đó về để trả ngân hàng mà không muốn làm gì. Thì mục đích bản chất của vấn đề là anh tăng tiền, gọi là phát hành thêm, tăng lên để lấy tiền làm ăn kinh doanh để tiếp tục tăng trưởng. Nhưng anh không làm chuyện đó, anh lại muốn mục đích khác. Hoặc là có những anh thì phát hành ra bán cái giấy đó lấy tiền về, sau đấy ra cổ phiếu trên sàn giảm hay không kệ cha chúng mày, đứa nào đầu tư vào đứa chết. Thì vậy thì đơn giản là nếu khi đánh bạc phải hiểu được cái câu chuyện đó. Nếu đánh vào những cổ phiếu mà giá nhỏ là như vậy, thì khi dân đầu tư, anh chị em đầu tư mà hiểu được cái bản chất cái câu chuyện đó thì sẽ có cái định lượng là khi giao dịch với cổ phiếu đó như nào, khi giao dịch với những cổ phiếu mà tốt đó như nào. Bởi vì nhiều người hay em hay nói với mọi người, cổ phiếu này thế nhìn thấy giá nó 100 mấy chục ngàn bảo giá nó cao, nhìn lại những cổ phiếu 2000 mấy bảo giá nó thấp. Sai lầm. Một thằng là giấy lộn và một thằng là doanh nghiệp làm ăn, nó khác nhau hoàn toàn. Xin lỗi, em đang nói chuyện với lại một bác cùng nó nên là thôi em dừng trực tiếp ở đây nhá.
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, bởi vì có một số thông tin hơi nhạy cảm chút xíu em không muốn trao đổi trên trên nó. Chào cả nhà nhé.